Hello hello, xin chào và chào mừng các bạn đến một video khác về Genshin Impact trên kênh Game Lab. Theo đúng lịch thì đáng lẽ đây sẽ là video tóm tắt những thông tin có trong chương trình đặc biệt giới thiệu phiên bản 4.2. Nhưng mà các bạn chắc cũng biết rồi đấy, buổi livestream này đã bị delay. Thế nên là... Hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến một video khác về Genshin Impact của kênh Game Lab. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ liệt kê ra một số sự thật thú vị, fun fact nho nhỏ về Fontaine nhé. Đây mới chỉ là những chi tiết mà mình tìm thấy được tại phiên bản 4.1 mà thôi. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều Easter egg liên hệ khác nữa. Nếu mọi người phát hiện chi tiết nào hay, hãy comment phía bên dưới để mình được biết nhé. Như thường lệ, mốc thời gian sẽ để phía bên dưới. Nhưng trước hết, mong các bạn hãy dành 30 giây dành cho nhà tài trợ của video ngày hôm nay, đó chính là Tempest Shop. Bạn đam mê gacha nhưng lại quá lười để chạy cốt truyện. Bạn muốn rước waifu về nhưng lại không có đủ thời gian để cây map. Đừng lo, Tempest Shop cùng gian tài khoản đồ sộ đã sẵn sàng để phục vụ bạn. Giao diện website gọn gàng tươi mát, tài khoản game, order mô hình đo, búp bê, đồ lưu niệm. Bạn cần gì, chúng tôi có đó. Còn chần chừ gì nữa mà không ghé qua Tempest Shop ngay. Link mua hàng sẽ được để ở phần mô tả và bình luận nhé. Sự liên hệ thú vị đầu tiên mà mình muốn nói tới nằm ở khu vực nghiên cứu khoa học công trình động năng Fontaine. Tại đây, ở phía bên trong căn phòng của Viện Khoa học Fontaine mới, mà mình cũng chả biết đây có phải là phòng hay không nữa, bạn sẽ phát hiện thấy một chiếc máy bán nước tự động, hay đúng hơn là máy bán Fonta tự động. Ok, giờ để mở khóa liên hệ này, bạn sẽ cần phải hoàn thành một nhiệm vụ thế giới có tên là Chí Dũng Song Quyền ở pháo đài Meropai trước. Ngoài phần thưởng là nguyên thạch và một số nguyên liệu khác ra, bạn sẽ còn nhận được một chiếc cúp đối kháng Fonta làm kỷ niệm. Và đây chính là tấm vé. Tấm vé vàng cho phép bạn uống Fonta miễn phí suốt đời. Hãy mang chiếc cúp này nhanh chóng quay trở lại chỗ máy bán nước tự động mà mình bảo lúc nãy. Sử dụng nó như cốc để hứng Fonta và bạn sẽ có được vật phẩm gọi là cúp đối kháng Fonta đầy ắp. Mở túi đồ lên và sử dụng nó. Ngoài kết quả là biểu cảm lâng lâng của nhân vật ra, bạn sẽ còn nhận được một thành tựu có tên là biển Fonta cuối cùng. Đừng dừng lại, hãy tiếp tục làm như thế 13 lần nữa. Bạn sẽ lại đạt được thành tựu tương tự như trên. Và tiếp tục ở lần thứ 16, bạn sẽ đạt được thành tựu cuối cùng. Chắc giờ bạn sẽ đang tự hỏi tại sao lại là 1, 13 và 16. Thì để mình dịch tên thành tựu này sang tiếng Anh cho các bạn nghe nhé. Biển Fonta cuối cùng, dịch sang tiếng Anh sẽ là Final Fantasy. Đó, bạn hiểu rồi chứ? Final Fantasy, Final Fantasy ấy. Đây chính là cách mà MiYoYo trêu chọc người chơi, nói lái đi tên của dòng game nổi tiếng nhà Square Enix. Còn để giải thích con số 1, 13 và 16, thì theo mình, lần đầu tiên là để kích hoạt thành tựu. Lần thứ 16 thì là vì dòng game Final Fantasy hiện đang có 16 vận chính tất cả. Còn 13 thì thực sự là mình chịu. Có lẽ một nhân viên nào đó ở MiYoYo rất thích phần 13 này chăng? Hay liệu nó có liên quan gì đến nhân vật Lightning không nhỉ? Nếu như bạn nào biết về chi tiết này thì hãy chia sẻ với mình phía dưới phần bình luận nhé! Ngoài khu vực nghiên cứu ra, phiên bản 4.1 còn mang tới cho chúng ta một địa điểm khác để khám phá. Đó chính là khu Liffey. Có thể nhiều bạn sẽ không để ý rằng, ngoài pháo đài Meropai đồ sộ dưới lòng đại dương, sự xuất hiện của khu Liffey đã lại một lần nữa xô đổ kỷ lục về độ cao trong Genshin Impact. Cụ thể thì... Từ từ, chỗ này hơi khó nhìn một chút, để mình kiếm chỗ khác. Cụ thể thì trước mặt bạn chính là đỉnh của ngọn núi Asus. Nhờ một số thủ thuật và sức mạnh của Internet, một người dùng Reddit đã có thể xác định được chính xác điểm cao nhất tính đến phiên bản hiện tại có trong Genshin Impact. Với độ cao 839m, mình cực kỳ lo ngại về việc làm sao để chinh phục ngọn núi này nếu như không có sự hỗ trợ của các công cụ. Nhưng mà không sao, việc nào thì đó cũng là câu chuyện của các phiên bản sau, bởi vì hiện tại chúng ta mới chỉ có thể ngắm nhìn độ cao hùng vĩ của nó từ phía đông mà thôi. Thực ra nếu như bạn zoom vào thật kỹ thì rất có thể bạn sẽ nhìn thấy cái này. Nói về thế giới vậy đủ rồi, hãy cùng nói về một số nhân vật ở Fontaine đi. Ở nửa đầu của phiên bản 4.1, chúng ta được giới thiệu tới một nhân vật vô cùng thú vị và có lẽ là độc nhất từ trước đến giờ. Đó chính là Ngài Thẩm Phán Nivellet, hay cộng đồng game thủ Genshin Việt vẫn hay gọi bằng cái tên thân thuộc Anh Long. Trên trang giới thiệu của MiYoYo, nguồn gốc sức mạnh của Anh Long được để là hỏi chấm và cung mệnh của nhân vật cũng vậy, điều này là tương tự ở trong game. Tuy nhiên, nếu như bạn nào đã hoàn thành nhiệm vụ Ma Thần chương 4 màn 4, thì ở phần cảnh cuối cùng, Nivellet đã tiết lộ với chúng ta rằng thực chất Ngài là hậu duệ của Thủy Long Vương, một trong số 7 con rồng thất vương đời đầu. Lúc này khi bạn mở lại phần tài liệu nhân vật thì những dấu hỏi chấm trước đó đã biến mất và ta được biết rằng sức mạnh nguyên tố thủy của Nivellet đến từ quyền năng rồng cổ, còn cung mệnh của Ngài thì có tên là Cung Nguyên Hải Cự Linh. Thẩm Phán Nivellet ngoài bộ cánh ra thì Ngài có một đôi giày phải nói là vô cùng bắt mắt và thú vị. Đó là một đôi giày cao gót và có phần cổ cao đến bắp đùi. Giày cao gót là loại giày khá phổ biến tại châu Âu hồi những năm thế kỷ 17 dành cho cả nam lẫn nữ.
Nó thể hiện cho tầng lớp giàu có, quý tộc và có địa vị, chức vụ cao. Trong khi hình ảnh giày bốt cao cổ thì thường gắn liền với kỵ binh hoặc hải quân. Lý do cho điều này là bởi vì phần cổ cao sẽ giúp phần da của đôi chân người mặc tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn và nước bẩn, qua đó giảm các nguy cơ mắc bệnh da liễu. Kết hợp hai yếu tố này, ta có thể thấy Miyojo đã vô cùng quan tâm và tinh tế khi thiết kế nhân vật. Từ đó chúng ta có được một anh long không chỉ giàu có, địa vị xã hội cao mà lại còn rất có gu ăn mặc nữa. Chi tiết cuối cùng về Nivellet thì không liên quan đến phiên bản 4.1 lắm, chỉ là mình tự nhiên tìm thấy lại thôi. Nếu các bạn nào còn nhớ thì anh long thực chất đã debut trong màn giới thiệu Thảo thần Nahida từ hơn một năm trước. Trong đó, Nivellet có đặc biệt nhắc tới một tên cuồng loạn nào đó. Chắc chắn vào thời điểm tháng 9 năm 2022, sẽ chẳng có ai biết được tên cuồng loạn này là ai cả. Nhưng giờ thì có lẽ mọi người đều biết cả rồi đúng không? Tại phiên bản 4.1, chúng ta vẫn còn một nhân vật 5 sao giới hạn nữa. Đó chính là Riley, aka... I need more bullets! Riley là nhân vật 5 sao hệ băng pháp khí đầu tiên của Genshin Impact và cũng là nhân vật có cái tên khó đọc nhất. Kiểu đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn đọc nhầm ý. Phát về nhân vật này tuy không nhiều như Nivellet, nhưng chúng ta cũng có một số cái khá thú vị. Đầu tiên thì cung mệnh của Riley là cung thủ ngục khuyển, hay tiếng Anh là Severus. Đây cũng là tên của con chó ba đầu được Hades giao nhiệm vụ canh giữ cánh cổng địa ngục. Điều này khá là giống với hoàn cảnh của Riley bây giờ, đó là cai quản pháo đài Meropai. Trong một số tài liệu thì địa ngục còn được gọi là Underworld, và trong Genshin Impact thì pháo đài Meropai cũng đúng là một nơi Underworld thật. Người đã đưa Riley đến nơi mưa không đến mặt, nắng không đến đầu này không ai khác chính là ngài thẩm phán Nivellet. Dựa theo những thông tin trong trò chơi thì có lẽ phiên xét xử của Riley đã được diễn ra khoảng 10 năm trước, khi đó vị công tước này vẫn chỉ là một cậu nhóc tuổi teen. Tuy nhiên, cậu lại không hề oán hận hay là căm thù ngài thẩm phán vì điều này. Thậm chí anh và Nivellet vẫn còn duy trì mối quan hệ rất tốt cho đến tận bây giờ. Riley đã phạm tội, nhưng nếu bạn nào đã làm nhiệm vụ truyền thuyết của Riley thì sẽ hiểu tội của cậu là vì điều tốt hơn, mặc dù nó có phần tàn nhẫn. Để bù lại cho sự thật có phần hơi u tối ở trên, sau đây mình sẽ đem đến một fact đáng yêu nho nhỏ về vị công tước này nhé. Bạn có biết Riley có đến 3 hoạt ảnh kỹ năng nộ khác nhau không? Khi Riley sử dụng chiêu quy, để ý kỹ bạn sẽ thấy trên chiếc găng tay của anh ta có một chiếc sticker nho nhỏ đáng yêu. Và chúng ta có tất cả 3 biến thể của chiếc sticker như vậy. Một là hình cô y tá trưởng Sigwine, hai là hình một bé Melusine khác, và ba là hình của chính Riley, nhưng được cute hóa thành một chú cá mập. 3 hình này sẽ thay đổi ngẫu nhiên tùy theo những lần ra chiêu của bạn. Ủa nhưng mà sao lại là cá mập, không phải là chó nhỉ? Có một vài phát nho nhỏ về nhiệm vụ mà mình cũng muốn nhắc tới trong video này. Ở phiên bản 4.0, chúng ta gặp một nhiệm vụ tên là Nơi thảm cỏ nở hoa. Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ gặp NPC tên là Earnshaw và được ông ta yêu cầu đi tìm 3 chú chó của mình về. Tuy nhiên, nếu như bạn nào để dành nhiệm vụ này sang phiên bản 4.1 mới thực hiện. Và điều đặc biệt quan trọng đó là bạn làm nó sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hỉ kịch chưa hoàn thành. Thì lúc này, nhiều lời thoại sẽ được thay đổi. Và ngoài ra còn có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là cô bé Lanor. Mình thấy việc Miyojo cập nhật lại nhiệm vụ như vậy là cực kỳ thú vị. Nó cho mình cảm giác như thể các NPC đều có nhân cách riêng và cũng đang thực sự sống trong thế giới của Genshin vậy. Chi tiết cuối cùng mình muốn nhắc tới đó là trong 5 đứa trẻ liên quan đến chuỗi nhiệm vụ của hội Narcissancroy, chúng ta đã gặp được 4 rồi. Anne là đại diện của Mary Ann, chú chó robot Seymour đại diện cho Alan, Caterpillar rất có thể chính là Carter, và Jacob là Jacob. 4 chiếc ghế tại căn phòng của hội Narcissancroy giờ đã có 3 người ngồi, chiếc đồng hồ trên trần nhà cũng đã chuẩn bị điểm 12 giờ đêm. Tất cả chỉ còn đang chờ một nhân vật nữa, đó chính là Rene, hay Master, người có lẽ là phản diện chính của câu chuyện. Toàn bộ những thông tin và nhiệm vụ liên quan đến hội Narcissancroy đều được dệt thành trong một câu chuyện vô cùng thú vị. Vậy nên nếu bạn nào quan tâm thì hãy ghé qua Game Lab nhé. Mình đã làm một video chi tiết về vấn đề này. Link của video mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Và chi tiết cuối cùng vừa rồi đã kết thúc lại video lần này của Game Lab chúng mình. Không biết ngoài những thông tin thú vị ở trên ra, còn có chi tiết thú vị nào khác ở phiên bản mới mà mình bỏ qua không nhỉ? Nếu có thì các bạn hãy comment phía bên dưới để mình được biết nhé. Đừng quên bấm like, subscribe ủng hộ kênh chúng mình để có thêm động lực ra các video tiếp theo nha. Ngoài ra nếu có nhu cầu tìm kiếm một địa điểm mua Ark Honkai Star Rail và Ark Genshin an toàn và uy tín thì bạn có thể tham khảo trang chủ tempest.vn của Tempest Shop với đầy đủ mọi thể loại tài khoản ở mọi tầng giá cho anh em tha hồ lựa chọn. Còn bây giờ, mình là My Bé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!